Hello, cả nhà đang xem kênh Facebook của Phạm Trường Thanh. Thì hôm nay Trường Thanh được anh Nhân làm việc tại quận 5 chia sẻ về gia đình của bé. Hai vợ chồng bán giấy số ở ngoài Phú Yên. Bé bị bệnh não, đang nằm ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương và rất cần sự giúp đỡ của bà con cô chú anh chị và mạnh thường quân. Thì hôm nay Trường Thanh qua khu nhà trọ đây để mà tìm hiểu thêm về bệnh tình của bé, sau đó là Trường Thanh sẽ tới bệnh viện Nguyễn Tri Phương để coi bệnh tình của bé như thế nào. Bà con đón xem nhé. Em chào chị. Chị đây là sao với bé hiện đang bị bệnh khô ruột à? Bé tên gì chị? Dạ, bảo ngoài thì nó tin quỷ ông. Bệnh tình như thế nào chị? Như nó tự nhiên cái nó hồi đó thì nó bệnh, cái tự nhiên cái nó cái chân nó yếu ở ngoài đó, nhựa nhĩ nó ở trong đây, người cha nó ở ngoài đó. Dạ. Nó cổ nó vô đây, cái nó tốt nữa nó vô đây là nó đi làm lấy cái số. Dạ. Từ cái nó ở ngoài đó với cha nó. Dạ. Rồi tự nhiên cái nó có ba đứa con, hai đứa con trai, đứa con gái mà cũng hiền tù á. Cái ở với cha nó về đó cái nó cũng đi nấu rượu rồi nó này kia nọ, nó đi cả đêm ra ngày nó đi, nó ở nhà có con nó có ba đứa ở nhà. Rồi chị biết cái sao cái nó bị đau cái chân thì em nó lấy mua thuốc đi cho nó uống, rồi mua thuốc cho nó uống cái nó lấy bớt rồi ở đâu tự nhiên cái chân nó đi cái nó quỵ xuống, nó quỵ xuống cái chân cặp chân nó đi không được, cái ba nó về mà chở đi. Chị cho em ngắt lời cái lời sao em nghe anh Nhân nói là bé bị bệnh não gì vậy? Nó là nó bị ban đầu nó vậy đó. Yeah. Rồi sau cái nó bị phù tay phù chân mặt mày nó phù ra. Yeah. Căng kì không có biết cái gì, nó nằm mê man luôn không có biết gì, là mẹ cha mẹ nó không có tiền. Rồi xong mấy chị mới thấy vậy, chị cũng nghĩ để cháu, chị cũng khổ đâu có tiền đâu, chị nó không lo tiền chị mượn. Chị cho chuyển nó đi mà mượn 10 triệu chuyển nó đi, mà bây giờ thì nhà thương á người ta cũng chưa có tính tiền, người ta cũng vô là kể xong khoảng như vậy á, người ta cũng đóng mất 2 triệu à. Dạ. Nhập nhập viện là nay mấy ngày rồi chị? Như chị cũng nhớ nữa, bữa nay mấy ngày cũng nhớ. Dạ. Bữa có, như trước lễ, gần tới lễ. Có nghĩa là bé lúc chưa bệnh là ở ngoài quê Phú Yên. Nó ở ngoài quê Phan Rang nên. Phan Rang, Phan Rang. À. Rồi mẹ thì bé thì bán giấy số ở đây, ở nhà trọ gần đây cũng chị. Ở nhà trọ gần đây. Mẹ của bé là em của chị hả? Em dâu. Dạ. Thằng kia là em trai chị. Dạ. Mà nó cũng khổ. Rồi có ba đứa con gì đó, rồi em chị nói chị không có tiền. Rồi chị nghĩ bây giờ chụp hình mà để cháu nó chết ra, chị cũng khổ, chị mới chạy chị mượn. Thấy vậy chị chạy chị mượn nó để mấy ngày luôn, để 4 ngày luôn không chở nhỏ đi luôn. Rồi mới chuyển là bệnh viện kia thấy nặng quá thì sợ để bệnh viện đó thấy gì đón xe hoài cho nó đi luôn. Đi vô hôm nay thì chị mượn được cho nó 10 triệu nó bọc đó. Mà mấy rầy thì vô tổng tiền phòng á, thì mới bữa vô hợp tức á thì nó đóng 2 triệu, rồi xong chích mũi thuốc 2 triệu nữa. Mà mấy rầy xong mình cũng kể vậy là nó xin cái tờ giấy về quê á, vô mấy rầy xong thấy nó đóng tiền phòng nhớ không nghe nó kêu gì hết, rồi cũng kể tình trạng thì nó ghi nó bị giấy về mấy là nó bị gì cái màng này nó màng dịch á, thì nó mệt cái chỗ đây rồi tiêm á. Rồi bắt đầu bác sĩ nó chưa biết cái bệnh chứng bệnh gì mà sao nó phù như vậy, cái bác sĩ để chích mũi thuốc 2 triệu tìm ra thì cũng cho tìm ra bệnh, xong mới bây giờ nó bác sĩ nói cái gì á, tim mạch mày nó bị tim màng dịch thì bây giờ là nghe mẹ nó nói là sau này chắc nó cũng uống thuốc suốt đời. Dạ. Bệnh tình của bé như vậy và em dâu của chị có muốn thương lượng là rồi em sẽ chia sẻ lên trên YouTube, Facebook hồi này kia để cho mạnh thường quân cho tiền không? Vậy là chị đồng ý cho phép em chia sẻ lên cộng đồng mạng để cho mọi người, mạnh thường quân có ai giúp đỡ thì sau cái video này em sẽ xin thông tin số điện thoại của chị hay hoặc là số điện thoại của bé, mẹ của bé để những mạnh thường quân liên hệ trực tiếp luôn, tại vì tụi em là đi các tỉnh đi nhiều lắm cho nên không có nhận tiền mà không nhận quà luôn, chỉ để cho mạnh thường quân những ai đó tới đó thăm hoặc là liên hệ trực tiếp với bên gia đình bệnh nhân, còn tụi em là chỉ là chia sẻ lên cho mọi người biết thôi. Ok, nó khổ em cũng
rồi chị cũng kể hoàn cảnh như vậy đó, rồi xong và chị ba rồi bà thấy nhân rồi chị cũng không biết đấu đành với túc đó đâu. Rồi chị nói thôi kệ nó, chị cũng mới điện nó là giờ xuống bạn cũng con sao được kể như vậy đó, cũng một mình nó mà đó nó của một mình tay chị, bây giờ chị vô đây thì chị đâu có tiền đâu cho nó. Anh em thì người nào cũng khổ có gia đình là này, chị nói em là kệ nó giúp cho nó. Thì bây giờ chị nói gì bây giờ như xuống nhà thương quay nó nữa sao? Dạ một chút xíu chị dẫn em qua bên bệnh viện để em quay bệnh tình của bé như thế nào, chị mẹ của bé đó có đồng ý cho tụi em để mà chia sẻ lên trên mạng hay không, để nhiều khi gia đình không có muốn chia sẻ thì em chia sẻ đó là sai, còn nếu mọi người đồng ý thì em sẽ chia sẻ lên trên mạng cho mọi người biết. Bữa đó là như cái thằng đọc nó đó, cái con vợ nó chứ cái con này là con vợ lớn nó, thì con vợ nhỏ nó biết sao bây giờ là nó cũng mới quen à, nó biểu ra bây giờ để vô nó quen vô, nó cũng quen cộng đồng mạng rồi đó, con nó bệnh á, là nó vô đây nó xin nó biết số điện thoại nó lo được cho, là con vợ đây nó chịu, bà thằng chồng nó chị cũng mệt, em thấy ướt, hai chồng nó cũng mệt, không biết lo cho con em ơi chị mà không lo nó mượn tiền cho nó đi là chắc thằng nhỏ này chết à, anh nó không biết lo, bây giờ đó chị có tiền thì chị lo, bây giờ chị khổ. Vô đây 10 năm ăn đâu có tiền đâu, trời cũng ở nhà mướt thì còn vô chị anh đây là sao với bé bệnh cũng nhờ sáng nay cũng nhờ cộng đồng mạng, dạ cháu nó gia đình hoàn cảnh khó khăn có tiền, ông nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ để ủng hộ phù hộ cho cháu ít cho nó có sau này mua thuốc mua men rồi quê cho nó uống rồi làm chân là khỏe mạnh. Anh trai đây anh tên gì? Anh tên Tài. Anh Tài đây là dượng rể của cháu bé đang bệnh nằm ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Phan Rang hả chị ha? Ở Phan Rang thì gia đình cũng khó khăn, bé thì ở với ba ở ngoài quê, mẹ thì vào Sài Gòn để bán vé số. Hôm nay bé bệnh thì ở ngoài quê mới chuyển vô trong bệnh viện của Trung Phương, hiện tại là bệnh đau xương khớp chân và não và dạ. Cụ thể thì một lát nữa đây Trường Thanh sẽ đi qua bệnh viện thì sẽ chia sẻ cho mọi người biết thông tin. Đây là cái bên nhà trọ của mẹ của bé đang bệnh, thì Trường Thanh mới qua đây là để biết thông tin ở đây, sau rồi chị gái và anh trai sẽ dẫn đi qua bên bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Mọi người đón xem chia sẻ, nếu có ai muốn giúp bé thì coi thông tin ở dưới bên dưới video của Trường Thanh có đăng thông tin, muốn liên hệ trực tiếp hoặc là đến thăm bé thì có Trường Thanh có ghi địa chỉ bệnh viện, số điện thoại của mẹ bé. Mấy bạn xin chào mọi người nhé.